nhiêu tuổi rồi? 80 mấy à hả? 84 mà ngoại có bánh tét được thâm niên bao nhiêu năm rồi? Dạ. Dạ. Bật bao nhiêu đòn cô? Cái đà bị có chưa hết chưa biết cái đà. Vậy đó hả? Cũng như là số lượng quá lớn mình chưa biết luôn á ha. Qua giờ bao nhiêu tấn rồi ông chú? 4 tấn rồi đó hả? Rồi sáng giờ 4 tấn nếp ngâm. Đậu vô luôn. Rồi, đậu vô đi. Đó. Này chắc có hơn 40 quá cô, hay như mình đón là vậy? Không biết nữa, ngâm thêm nữa chứ không. Không này nè, khoảng mấy chục ngàn đòn bác? Phải chừng 37 ngàn như vậy. Thì có mình có 5 tấn à. 5 tấn hả? Dạ. Mình thủ là 40 ngàn, 40 mấy ngàn đang mà sợ có nó không tới, có dân quá kìa. Thế thì... Không, nếu mà cái số lượng như vậy là tại vì mình còn chuối đậu nữa, nó phải nhiều cả thêm đó. 5 tấn rồi đó hả bác? Còn thêm nữa không? Thêm đó, chụp đó. Ờ, dữ dằn ha. Nó quay đóng đi, sao nó quay đi. Đó. Hello anh, chào hello. Đồng nghiệp nha. Chào đồng nghiệp. Dạ. Anh ở đâu? Dạ. Em ở Phú Bình, Phú Tân. Là mình ở bên Đồng Tháp nè. Anh ở Đồng Tháp hả? À. Dạ, kênh anh là kênh gì? Bảo Vlog 66 anh. Dạ. Rồi kênh anh kênh gì? No Phạm An Giang. Rồi. Dạ. Rồi xin chúc đồng nghiệp luôn luôn phát triển nha. Rồi. Dạ, anh em bắt tay cái. Cũng xin chúc anh phát triển mạnh mẽ nha. Dạ, cô chú anh chị nhớ lên kênh của Bảo Vlog. Dạ, Bảo Vlog. Dạ. Đăng ký kênh ủng hộ anh nha. Rồi. Dạ. Rồi mình đăng ký ủng hộ nhau. Rồi. Dạ, rồi chung con đường nha, thành công nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Đó xã đó. Đó xã ngoài đó, ra ngoài đó đó coi đó. Xã ba nước rồi. Dạ. Bữa nay là nếp nó thơm đó. Điều đến tiếp dỗ của ông ba nha, cái dỗ này rất là lớn tại miền Tây nha mọi người. Đăng ký để mình gửi qua chứ khê mình gửi qua lương thực thực phẩm là không có cho. Tết là ở nước ngoài tới giờ 8 triệu đó. Dạ. Cái kêu gói rồi sao tới chừng là đi lên máy bay không cho đi. Mình phải mua ký gửi hàng hóa mới tốn tiền mới được cô ơi. Hồi sáng giờ bao nhiêu tấn dừa cô? Tổng ở trên là khoảng 13.000 trái. 13.000 trái dừa. Trời ơi. 5 tấn nếp ruộng. 5 tấn nếp. 5 tấn nếp ruộng mà thay rồi. Trời ơi, dữ dằn luôn ha. Gói 40.000 đồng. Gói 40.000. 40.000 đồng bánh tét. À. Bờ Đồng Tháp giáp ranh với An Giang. À. Bên chợ Dầm Cống á. Chợ Dầm Cống ha. Dạ. Hiện nay lên mạng lên TV là có phải không? Có, thế giới đều biết luôn, đều biết bà con miền Tây với đặc biệt là đám giỗ ông ba. Ừ, biết cái sao? Dạ, phải cho người Việt của mình ở nước ngoài đều biết là đám giỗ ông ba là sẽ như thế nào. Ừ, bữa nay là chưa tới ngày lễ. Chưa vô đám giỗ. Ừ, rồi mốt với em vô rồi mời. Dạ, rồi mời mới ấy 7, 8, 9. Thân mến chào quý cô chú anh chị, rất hân hạnh được gặp lại cô chú anh chị một video clip mới của em ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay em sẽ đến xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hôm nay là ngày đám giỗ của ông bà Thới. Đây là mình đang đứng trước cổng chào trước cổng đền thờ của ông Nguyễn Văn Thới nè cô chú. Dân ở đây là thường gọi ông là ông ba. Ông ấy rất là mọi người có công đức rất là lớn nha cô chú. Hồi lúc trước á, đám giỗ của ông chỉ được những người dân địa phương ở đây đó là làm đám giỗ, ông chỉ là nho nhỏ thôi, nhưng mà thời gian sau này phát triển rất là mạnh. Thời gian này được phát triển rất là mạnh nên được các quận huyện, các tỉnh miền Tây đều đến dự đám giỗ của ông, và các Phật tử đều đến cúng ông rất là nhiều nha cô chú. Đây mình quay toàn cảnh xung quanh đền thờ của ông Ba Thới nè cô chú. Rồi ngày mới chúc cô chú anh chị thật nhiều niềm vui và thành công trong công việc nha. Đó. Xung quanh đây bà con buôn bán rất là nhiều nha cô chú. Khi cô chú đến đây đều có bãi giữ xe hết nha mọi người. Có
có bên ngoài trong chùa là hoàn toàn miễn phí hết nha cô chú. Ăn uống miễn phí luôn nha mọi người. Gửi xe trong đền thờ của ông Ba cũng đều là miễn phí luôn nha cô chú. Ở đây đều có mấy chú bảo vệ và mấy bác cũng tích cực giữ xe. Ủa bác, lần đám giỗ của ông Ba là lần thứ mấy vậy bác? Lần 96. Lần 98. Lần 98 hả bác? 98. Dạ. Rồi mới hỏi ông cho bác ở đây là ông chia sẻ cho mình là lần thứ 98 rồi nghe cô chú. Đây nè, trước cổng, vừa bước vào cổng là những chai nước suối nghĩa tình nè cô chú. Đến đây hoàn toàn miễn phí hết nha mọi người. Ăn uống thoải mái luôn. Đây xung quanh cảnh bãi giữ xe khủng khiếp không cô chú. Trước sân đền thờ của ông Ba cũng rất là rộng lớn. À, bãi giữ xe đều để những cái rạp bên này để giữ xe cho mát nè. Nhưng mà cũng không đủ, năm nay chắc là quá tải luôn đó cô chú ơi. Từ thiện hết nha mọi người. Quá đông bà con rồi. Ba này là được, ông là một vị có rất là nhiều công đức luôn cô chú ơi. Được bà con tín ngưỡng và thờ cúng ông rất là lớn luôn. Đây là có những anh kết những cây vòng hoa. Anh ơi, cái này kết này để làm gì anh? Làm cổng chào hả? Nè, đi kiếm đi. Rồi, được làm bằng thủ công hết trơn ha. Bằng cái lá gì vậy anh? Lá dừa nước. Lá dừa nước ha. Ủa, lá dừa nước này mà là khi mà tới đặt đám giỗ là mình ở đâu mình có không anh? Xin gần gần. Vậy hả? Chỗ nào có mình xin ha. Dạ. À, anh là bên Phật giáo Hoàn Hảo luôn á hả? Dạ. Rồi, đám giỗ ông Ba năm nay quá lớn rồi. Rồi, lớn hơn năm rồi luôn ha. Dạ, rồi cảm ơn anh nha. Dạ. Trước đây là trước chỗ thờ của ông Ba nè cô chú. Phủ thờ ông Ba là thuộc xã Kiến Ngang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nha cô chú. Mọi người nào không biết thì cứ theo địa chỉ này đến đây hỏi là bà con sẽ hướng dẫn cho cô chú đi hết nha. Bà con ở đây rất là vui tính nha cô chú. Đây, đầy đủ hết tất cả các mặt hàng luôn mọi người ơi. Đây, mình qua đây là những chiếc xe nước suối nè cô chú ơi. Đúng chứ. Cái này xe nước suối nghĩa tình ha em. Dạ đúng rồi. Đội thiện nguyện ha. Dạ. Mình ở đâu vậy ông anh? Ở cái bên đây anh ơi. Cái gần đây luôn ha. Tiếp xúc cho mấy anh 300 lốc. 300 lốc. Rồi giữ dần luôn ha, là mới có hôm nay hay gì? Dạ. Rồi là đây đến cuối đám giỗ luôn là còn nữa ha. Không có gà đâu, có mấy ngàn lốc lận. Mấy ngàn lốc luôn ha. Trời ơi, quá dữ nha. Đội riêng. Đội riêng. Hỗ trợ riêng. Quá nghĩa tình luôn rồi. Truyền những anh này là truyền những chai nước suối nghĩa tình nè cô chú, truyền vào đây để tiếp đãi bà con phương xa khách thập phương. Đây mấy ngàn lốc nước suối luôn nè mọi người, khủng khiếp luôn nha. Tất cả đều là thiện nguyện hết nha cô chú. Oh, wow. Bên đây là có những xe nước mía ép nha cô chú, cũng là từ thiện luôn nha, thiện nguyện của bà con nha mọi người. À, con chào mấy chú à, cho con quay cái nha. À, nước mía rất là tươi ngon nha mọi người.
Đây. Mình hôm nay mà mình mới đến hay gì không anh? Mấy bữa rồi. Mấy bữa rồi ha. Mình mới nếu mà đến hôm nay là mình sử dụng bao nhiêu mía rồi anh? Tổng cộng hết cũng được 6-7 tấn. Ủa mới có chưa vô đám giỗ mà 6-7 tấn rồi đó hả? 6-7 tấn là mình thủ á ha. Ôi 6-7 tấn mía để ép ra từng ly nước để đãi bà con cô bác nè cô chú. Mình là ở đâu nha ông anh? Đây đội núi Bà Đội. Dạ. Núi Bà Đội ôm á ha. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều. Rồi tiếp tục mình đi đến quầy gói bánh tét nha mọi người. Mình vào trong đây. Quá lớn rồi mọi người, mình rất là thích những cái đám giỗ như thế này. Đây là những mấy cô mấy dì đang gói bánh tét nè mọi người. Rất là lớn luôn. Đó một phong cảnh của mấy cô mấy dì ở tỉnh An Giang nè cô chú ơi. Ngày giỗ của ông ba nè. Rất là nhiều đồ bánh tét luôn. Để mình ngoại cho con quay ngoại có bánh tét cái nha. Đây nè, ngoại đang có bánh tét nè, đẹp với ta, thủ công không mà đẹp quá. Ngoại đẹp. Ngoại nhiêu tuổi rồi? 80 mấy à hả? 84 mà ngoại có bánh tét được thâm niên bao nhiêu năm rồi? Dạ. Dạ. Mất trời trả cho mượn đường đi. Quá đẹp rồi. Đây những đồng bánh tét này cô chú. Đó. Này để mình quay cho cái cảnh miền mấy ba bé cô ở miền Tây nè, là bánh tét là phải có bánh tét đó nghe cô chú. Đây coi bà bác nè, bác đang chuẩn bị vô để gói nè cô chú. Đó lao sạch sẽ chứ làm. Dạ. Đây kênh gì anh chú? Dạ con kênh Bảo Vlog cô ơi. Này. Này là nếp ngâm ha ngoại. Trộn nước cốt dừa. Dừa. Bảo Vlog. Bảo Vlog. Vlog. Dạ. Cô thâm niên gói bánh tét này được bao lâu rồi cô? Dạ gói bánh nhiều lắm. Dạ. Là năm nào cô cũng đến đây á chăng hả? Dạ. Năm nay nếu mà khoảng là bao nhiêu đoàn cô? Chỉ nữa nè, mình có chưa hết chưa biết nữa nè. Vậy đó hả? Cũng như là số lượng quá lớn mình chưa biết luôn á ha. 40.000 đồng. 40.000 đồng. Năm ngoái là 35.000 đồng. Nói hết đó. Trời ơi, 40.000 đồng. Quá trần luôn. Hết cái gì? Năm ngoái 35.000 đồng. Dạ. Mình là dân địa phương đây luôn ha cô. Dạ. Quá lớn rồi, 30-40 ngàn đồng. Mọi người ơi nè, mọi người ơi. Lần đầu tiên mình mới thấy cái đám giỗ lớn đến mức độ này đó cô chú ơi. Nó mấy thấy mấy cô mấy gì ở đây không mọi người? Tất cả đều là những cô lớn tuổi hết trơn nha, mà thâm niên nghề gói bánh tét này là nhường nhuyễn luôn đó, lâu năm luôn đó nha mọi người. Đám giỗ ông ba lúc nào mấy cô mấy dì này cũng đến đây để phụ tiếp đãi hết trơn á cô chú ơi. Đó rất là giỏi nha mọi người. Ai nấy mình thấy cô nào cũng khi mà vô cái đòn bánh tét là cũng rất là đẹp hết trơn nha cô chú, làm rất là gọn luôn, bài bản đàng hoàng ha
hả cô? Quá chừng rồi, lớn rồi mọi người ơi. Bên nè, sao cái chị bên đó kìa, đó nó chuyện đó, em mọi người thấy không? Với bà cô cái bên đang chuẩn bị cô bó dây rất là kỹ lưỡng nha cô chú, rất là đẹp luôn. Đem đâu em anh? Vậy là gom, gọi là gom đi hấp đó hả cô? Hấp ở đâu vậy cô? Dạ. Rồi trứng cái mình đem lại đây. Dạ. Trứng vô kho. Trứng vô kho. Dạ. Rồi con cảm ơn mấy cô nhiều nha. Ở đây đều là gỏi bánh tét không nghe cô chú. Có làm từng khâu từng phần luôn mọi người ơi. Đây nè, để mình đi vòng vòng cho cô chú xem nha. À. Cô ơi, cái này mình gói cái gì vậy cô? Gói bánh tét. Nhân bánh tét. Cái nhân làm gì đây ha? Nhân trắng. Nhân trắng bánh tét. Nó mỡ. Thơm quá. Dạ. Mỗi một cô đều có một khâu gói riêng hết nha cô chú. Đâu đó là nề nếp chặt tử hết. Mọi người thấy khủng khiếp không? Thấy những cô một tròn mấy cô này gói bánh tét lớn không? Đây. Mình đi dạo vòng vòng cho cô chú xem nha. Ủa? Hấp ở đâu vậy không anh? Hấp ở đâu ạ? À? Cho quay cái lò hấp được không? Cho đi theo cái ha. Chị Mỹ quên kia cái đèn quá chị có. À. Vậy đó hả? Rồi. Rồi. Quá lớn mọi người ơi. Những mấy cô này đang ngồi gói bánh tét vậy, nhưng mà vẫn có một số vị khách là đến đãi cơm chay luôn nha mọi người. Cái này là nếp mình ngâm rồi đó hả ông chú? Quá lớn rồi. Qua giờ bao nhiêu tấn rồi ông chú? 4 tấn rồi đó hả? Rồi sáng giờ 4 tấn nếp ngâm. Cho con gà thử quá lớn. Đây là những anh các anh các chú đang ngâm nếp cho cô chú. Chuẩn bị để gói bánh tét đó nha, một bánh tét nha mọi người. Nếp này đã ngâm rồi đó nha cô chú. Thấy như vậy chứ nhưng mà mình lại gần đây mình thấy là rất là hợp vệ sinh nha mọi người. À. Đậu nè cô chú ơi. Đó, à, đậu đen nè nha. Rồi, tiếp tục mình đi qua bên đây nha. Ở đây là nơi trộn gia vị. Nơi trộn gia vị để có bánh tét nè mọi người. À, quá lớn rồi. Ở đây là mình trộn gia vị đó hả cô? À, đúng rồi. Đậu, nếp, đường, dừa nè cô chú ơi. Wow, quá hấp dẫn luôn. Mấy cô làm quen à, chắc nhìn là biết bao nhiêu liền ha. Dạ. Quá trời thơm rồi, nếp nó nở ra thơm.
Đây gần đây thơm nếp thơm đậu lắm nha cô chú. Đậu vô luôn. Rồi đậu vô đi. Đó. Đây là mấy cô đang trộn chuối với dừa. Chuối dừa đường. Đụng với cộng đó ra. Trộn vậy xong rồi mình có cái câu mình truyền đi gói thôi cô. Còn mấy ông anh này phân chia ra chỗ chỗ nhưng mà con gói quá lớn rồi. Này chắc có hơn 40 quá cô, hay như mình đón là vậy. Khoảng mấy chục ngàn đồng bác? Khoảng chừng 37 ngàn cái gì thì có mình có 5 tấn à. 5 tấn hả? Dạ. Mình thủ là 40 ngàn, 40 mấy ngàn đó mà sợ có nó không tới, có dân quá ngàn. Thế thì không, nếu mà cái số lượng như vậy là tại vì mình còn chuối đậu nữa, nó phải nhiều cả thêm đó. Không, bởi vì cái lượng mà dừa sáp nó tăng lên nhiều lắm. Dạ. Dừa sáp tính cả chục thi dừa lại lên bao nhiêu. Trời ơi, có nhiều lắm. Dạ. Dạ. Quá lớn rồi, con cảm ơn chú nhiều nha. Nơi đây là ngâm nếp nè cô chú. Dạ. Đó. Đó mấy chú bác ngâm nếp nè. Tưởng là mình ngâm là bao nhiêu vậy chú? 5 tấn. 5 tấn rồi đó hả bác? Dạ. Còn thêm nữa không? Thêm đó. Ừ. Thêm ngoài đó. Ừ, dữ dằn ha. Đó, quay đóng rồi. Sao nó quay đi. Đó. Đó. Hello anh, chào đồng nghiệp nha. Chào đồng nghiệp. Dạ. Anh ở đâu? Dạ. Em ở Phú Bình, Phú Tân. Là mình ở bên Đồng Tháp nè. Anh ở Đồng Tháp hả? À. Dạ, kênh anh là kênh gì? Bảo 1566 anh. Dạ. Rồi kênh anh kênh gì? No Phạm An Giang. Rồi. Dạ. Rồi xin chúc đồng nghiệp luôn luôn phát triển nha. Rồi. Dạ. Anh em bắt tay cái. Cũng chúc anh phát triển mạnh mẽ nha. Dạ, cô chú anh chị nhớ lên kênh của Bảo 15. Dạ, Bảo 15. Dạ, đăng ký kênh ủng hộ anh nha. Rồi. Dạ. Rồi mình đăng ký ủng hộ nhau. Rồi, dạ, rồi chung con đường nha, thành công nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Quá lớn nè mọi người. Thơm quá, mấy nước này ra thơm quá ha. Nước nếp nè. Nước nếp quá thơm luôn. Ủa cái này rồi mình có cái nước này mình có làm gì được nữa không? Không. Nước này là xả bỏ. Như tưởng là nước vào gạo vậy đó ha. Rồi, nước gạo với ngâm nước muối á. Dạ. Quá thơm. Ngâm muối. Ngâm muối với con muối ở ngoài. Dạ. Bây giờ mình xả lại nước lạnh rồi. Bây giờ vậy là mình xúc vô là mình xả lại thì sao? Nó ngồi đó xả đó. Nó xả ngoài đó, ra ngoài đó, coi đó. Xả ba nước lại. Dạ. Cái này là nếp nó thơm đó. Cái đám giỗ này là hoành tráng nhất miền Tây đó nha mọi người. Đúng rồi. Đúng mê giác cho em. Ủa bác à, bác à, bác ở đây luôn hả bác? Ở gần đây không? Trời ơi, con mới có 40 tuổi bác chết tôi á. Dạ bên đây là khi mà nếp đã ngâm xong thì vô những bao như thế này nè cô chú. Qua đây thì có mấy chú mấy bác bên đây xả nước muối ra nghe mọi người. Tất cả bà con đều đến tiếp giỗ của ông bà nha. Cái giỗ này rất là lớn tại miền Tây nha mọi người. Mọi người làm được cái chuyện gì thì có khâu để làm nghe hết rồi cô chú. À, quá hay. Rồi, tiếp tục mình đi nữa nha cô chú.
cô. À, đây chuẩn bị gói nè mọi người. Đó. Chạy. Tất cả thế giới đều biết dỗ không bà thấy. Dạ. Mấy cô này thâm niên bao lâu rồi? Lâu rồi, nói chung là lâu năm rồi đó ha. Mình dân địa phương ở đây hả cô? Dạ. Nãy giờ dạ thế giới dạ thế giới đều biết hết là giỏi bà thấy. Người Việt ở ngoài đều biết luôn. Cho người ta về dạ. Dạ dạ. Tất cả người nước ngoài đều thấy Việt Nam mình như thế nào luôn. Thôi gặp nếu mà nước ngoài là ở đâu mà ra có món này đây anh. Gửi đi nước ngoài. Ủa liếc không chơi rồi chị, không liếc. Sao đó chị chưa có lên cái bài là có thành phố. Không phải cô ơi, mình phải đăng ký để mình gửi qua chứ khê mình gửi qua lương thực thực phẩm là không có cho. Không có là ở nước ngoài tới giờ 8 triệu đó. Dạ. Cái kêu gói rồi sao tới gần là đi lên cái bài không cho đi. Mình phải mua ký gửi hàng hóa mới tốn tiền á mới được cô ơi. Có khâu có phần hết trơn nha mọi người, tất cả mấy cô đều có khâu có phần hết, người cô này làm này rồi chỉ qua cô kia vậy đó. Hồi nãy giờ tất cả đi mấy cô luôn rồi là cô nào cũng gói những đòn rất là tròn và đều đẹp lắm. Nhìn là chắc tay nghề là cũng thâm niên dữ lắm rồi đó hả không cô? Ở đây là nhà hoa biết đúng không? Cô địa phương đây hả? Dạ. Là trước chưa vô đám giỗ là cô đã đến rồi đó hả cô? Đám giỗ rồi là tôi đến rồi. Hôm ngày con thấy mấy kênh kia quay là cái cảnh là lao lá chuối và con thấy quá tợn dữ tợn rồi. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Rồi, tiếp tục mình đi nữa nha mọi người. Buổi trưa đều có cơm chay để mấy cô dùng cơm nha mọi người. Cô chú mấy cô đánh gói bánh tét nè mọi người. Bên đây là dừa nè cô chú, dừa nạo rồi đó nha mọi người. Thơm lắm mọi người ơi. Hồi sáng giờ bao nhiêu tấn dừa cô? Tổng ở trên là khoảng 13.000 trái. 13.000 trái dừa. Năm tấn nếp ruộng mà thay đổi. Trời ơi, dữ dằn luôn ha. Gói 40.000 đồng. Gói 40.000. 40.000 đồng bánh tét. Chuối với đậu hả cô? Chuối nhân trắng với nhân ngọt. Dạ. Cô làm bên đây được bao lâu rồi? Nhiều năm rồi cô ơi. Dạ. Mà cô khoảng này đủ khoảng kia vậy đó. Tới đám giỗ là cô đến đó ha. Dạ. Cô làm việc khác nữa chứ không phải đám giỗ được đâu. Dạ dạ. Dạ dạ. cái này cũng có chức nữa ha. Dạ con tên là Bảo quay lóc cô ơi. Dạ. Chiều nay có chưa? Chiều nay lát giờ là chiều nay có liền tại con nhà Đồng Tháp nè, cũng gần đây. Bờ Đồng Tháp giáp canh với An Giang. Bên chợ Dầm Cống á. Chợ Dầm Cống ha. Dạ. Chiều nay lên mạng lên TV là có phải không? Có.
thế giới đều biết luôn, đều biết bà con miền Tây với đặc biệt là đám giỗ không ba? Sao? Dạ, phải cho người Việt của mình ở nước ngoài đều biết là đám giỗ ông ba là sẽ như thế nào. Bữa nay là chưa tới ngày lễ, chưa vô đám giỗ. Rồi mau móc với em vô rồi mời. Dạ, rồi mời mới ấy 7 8 9. Bác 89. 89 tuổi hả? 89 là ngày giỗ chánh. Bác nhiêu tuổi rồi? Hả? Bác nhiêu tuổi rồi? 67 tuổi. 67 rồi, thâm niên ở cái giỗ ông ba này bao lâu rồi bác? Lắm đâu. Dạ. Dạ, linh đình gì cũng có luôn. Là nói chung là đám giỗ ông ba là sẽ đến hết ha. Dạ. Giỗ ông ba năm nào cũng gói bánh. Dạ. Lâu lá là trước 3-4 ngày thì thôi cái lâu lá không á. Dạ. Quá lớn rồi, cái giỗ hoành tráng miền Tây luôn, tất cả không phải mình theo như mình đoán ha. Nói về khu vực miền Tây là phải biết hết luôn á. Giỗ này có tới 5 tấn mấy nếp, 4 tấn mấy. Dạ. 4 tấn mấy. Nếu cái lượng bánh tét của mình như vậy là phá kỷ lục luôn đó. Dạ. 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 Phá kỷ lục thế giới luôn. Dạ, con cảm ơn nhiều, con cũng chúc cô dồi dào sức khỏe luôn nha. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều. Tiếp tục mình đi nữa nha cô chú, quá vui rồi cô chú ơi. Hôm nay rất là bà con mọi tỉnh thành đến và các kênh YouTube cũng đều đến đây để xem đám giỗ ông ba như thế nào nha mọi người. Đây. Đây, go. Chào, chào. Đó, mọi người thấy không? Mình quay ở ngoài ánh sáng nè mọi người, ánh sáng quay vô nè, trong kia hơi tối nha cô chú. Cô này gói cũng đẹp quá vậy. Cô này gói không có cái kéo. Rồi. Dân mình dân địa phương đây hả cô? Thâm niên được bao lâu? Mới đi năm đầu. Năm đầu ha. Ôi năm đầu mà tay nghề cơ kìa. Chục ngàn đồng bánh tét này đều là thủ công hết nha mọi người, của người dân miền Tây mình đó. Có hai ngoại đó tóc trắng là chắc lớn lắm à. Rồi, thôi mình đi cái con đường này kẹt cảnh bà con nha cô chú. Cô chú trên này cũng có bánh tét thế nào mọi người, hơi chặt hẹp vô không được nha cô chú. Đó. Không thể vô trong được, mình đứng bên ngoài mình quay nha cô chú. Đây. Rồi, quay gì đây? Dạ con quay YouTube cô ơi. Vậy. Vlog cô ơi. Dạ bắt lên coi. Dạ Bảo vlog. Gõ vô đám giỗ mà thấy gặp Bảo vlog là cô giàu. Quá lớn rồi. Rồi. Có chiếc xe từ thiện này chở, không biết chở gì vô nè cô chú ơi. Từ đây mình quay qua bên cái bến bên đây, bà con có bánh tét rồi mọi người. Chưa, và mới có mùng 6 thôi, mùng 7 mới chính thức vào đám giỗ nha mọi người, mà đông đến mức độ như vậy đó, ngày mai mình sẽ nghĩ là quá tải luôn. Xe từ thiện chở gì vô đây? Alo, alo.
đi nữa nha cô chú. Đây những chiếc bánh tét đã gói thành phẩm nè mọi người, mà chưa chín nha. Quá đẹp. Quá đẹp nha mọi người. Chồng mình xin, con xin mượn cái nha. Đó, bánh tét miền Tây quá đẹp. Đây, cô với ngoại này là đang gói nè. Những chiếc bánh tét cho mấy cô đang gói nè. Ủa sao cô không vô trong, cô ngồi mà ngồi ngoài đây? Ngồi đây má. Dạ hả? Có chơi cho chậm đó con. Dạ. Ngon quá. Vậy là gọi ra cái cô bó dây đó ha. Thâm niên cái nghề này bao lâu rồi cô? Cô hả? Dạ. Cô lâu lắm rồi, năm nay cô 79 tuổi rồi. Là cô đến dỗ ông ba này để gói bánh tét là lâu lắm, lâu năm luôn ha. Rồi. Cô bị mắc giữ cháu chứ cô qua đây là đừng có bánh gì là có 5 năm rồi. Dạ. Là cứ trước đám dỗ là chuẩn bị là đi đến đó ha. Dạ dạ. Rồi. Nói con nghe nè. Cô bị mất thuốc động tư á. Cô qua đây. Cô vợ. Nghe, lên đi rồi chị hết con này đi nha. Tại vì tao bây giờ đợi cho mấy bạn đi ra rồi đi. Bạn đi vô cho phút tiện còn quá trời lớn là mọi người chặt hẹp lắm nha cô chú, mình không thể vào trong được. Rồi, con cảm ơn cô nhiều nha. Cho chúng mày thấy con này cũng là mấy cô có bánh tét rồi mọi người. Cũng mấy cô này là cũng tuổi thâm niên người gói bánh tét rồi nghe cô chú, rất là lâu năm rồi nghe mọi người. Đây con mấy cô vui không, giờ gói cũng mệt mà vui lắm nghe mọi người. Rồi quay lên cho bà con nước ngoài, người Việt ở nước ngoài thấy luôn, thấy cách bà con có bánh tét ở của miền Tây. Đó, bà con ngoại đang chuẩn bị cho ban nếp nữa nè. Nãy giờ bà ngoại mới không thấy bả, giờ thấy bả. Nãy mấy ông quay qua không thấy bả. Cô thấy ngoại nè. Ngoại. Ngoại thật là 65 tuổi. Ngoại thâm niên cái nghề bánh tét này bao lâu rồi ngoại? Mới đây rồi cô. Dạ. Mới đây mà nhìn thấy khéo ha. Bài bản đâu ra đó ha, chét chỗ cho đều nè. Nhiều, hồi nãy giờ nhiều lắm. Nhiều lắm. Con là Bảo quay lắm. Dạ. Bảo này là Bảo hỏi, Bảo lóc xấy là Bảo ngã. Bảo quay lắm. Bảo ngã. Con Đồng Tháp. Dạ, con là Tháp đi qua cung giáp ranh với An Giang nè. Dạ. 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 Mời được mấy cô ủng hộ con cũng mừng. Rồi. Dạ đi chết nhiều. Cô đang hỏi
chuối nè mọi người. Đó, cô đang bỏ chuối vô nghe. Da nó cũng gần quá. Cảm ơn mấy cô nhiều nghe. À, con đi quay tiếp tục. Rồi, chào cô. Chúc mấy cô dồi dào sức khỏe. Tiếp tục mình đi nữa nghe cô chú. Bây giờ mình đi ra phía sau đi. Ra ở ngoài phía sau này có cái chạm cơm nha mọi người. Bánh tét nãy giờ mình quay nhiều rồi nghe cô chú. Wow. Đây là những chiếc bánh tét đã gói xong rồi nè cô chú. Và chuẩn bị vận chuyển đi nè nghe mọi người. Ủa ông chú, manh này đem đâu hấp ạ? À? Em ở sau đó. Sau chỗ nào đó? Chỗ toilet thì thẳng vô. Vậy ra ha. Cho đó xe quay thử mấy cái lò được không? Rồi, anh phải gắn thử thôi, chứ anh không dám thôi. Rồi đây đi thẳng thẳng rồi nổi ra thử rồi. Dạ, dạ, rồi, cảm ơn nhiều nha. Đó, chuẩn bị chuyển đi hấp đó nghe cô chú. Phía sau này cũng là những mấy cô có bánh tét. Wow. Bên đây nè mọi người, bên đây là khoa não dừa trẻ dừa nghe cô chú. Khoa não dừa trẻ dừa nè mọi người ơi. Đó. Wow, cái mọng quá ngon. Chạy về bên khoai bên khâu trẻ dừa nha mọi người, coi những cái dừa này thường để có gấm tét đổ bánh xèo nè mọi người ơi. Ra phía sau này hơi âm sầm nha cô chú. Đây là bên đây là máy móc con nào dừa. Dừa bằng tay bằng máy nè mọi người ơi, thủ công cho mấy anh chú. Đó. Số lượng bao nhiêu rồi chú? Quá lớn là không biết luôn ha. Quá chú nói chia sẻ mình là số lượng lớn quá không biết nghe mọi người, chỉ biết là lo mà ngồi mà nạo thôi. Cô bác chú bên khâu nạo dừa nè mọi người ơi. À. Nạo dừa luôn. Đây. Chắc là nhiều cô chú nạo dừa luôn đó mọi người. Phía sau này là bàn bãi cơm. Đây, hiện tại mấy chú này đang chuẩn bị tăng cường hơn những chiếc quạt gió nè cô chú. Bên khâu này là khâu này là rau muống nè mọi người. Số lượng rau củ quả cũng rất là khủng khiếp nha cô chú.
như là gao này mấy chợ nhập lại luôn cũng không bằng cái dàn gao ở đây nữa nghe mọi người. Đó, tất cả đều có hết, gao muống đồng, gao muống tàu. Cái gà muống này mình làm gì cô? Tạo nấu muống riêu cơ. Nấu muống riêu ha, số lượng quá lớn hả cô? Này là một số người ta tình nguyện đem lại biếu cái gì cô? Đúng rồi. Để dành mà. Dạ. Có nói chung là có gà củ quả gì biếu cái đó. Quá trời, cái số lượng gà muống nó thơm mà. Có gà muống gà, có muối cũng muối. Dạ. Em cũng thích lại cho em nghĩa là nói chung là cái nào sử dụng cũng vẫn được hết. Đúng rồi. Dạ, số lượng quá lớn rồi. Cô là hàng năm là đều đến giỗ ông ba hả? Chắc dân địa phương đây quá. Dạ. Dạ. Chùa. Dạ. Chùa ăn qua tỉnh à. Dạ. Đúng. Cô đang lặt cái muốn nè mọi người. Tất cả mấy cô đều có khâu hết. Đó, con cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô sức khỏe nha. À. Mình đi qua mình chưa kia thử rồi. Ở dưới hả? Hả? Lỡ như cùng ở dưới hả? Sao? Lỡ như cùng ở dưới hả? Đây, quay qua cảnh dài xíu nè mọi người. Đó. Khu chế biến rau củ quả nha mọi người. Rất là lớn, là hoành tráng luôn nha cô chú. Quá lớn rồi, tiếp tục mình đi tiếp nha cô chú. Để mình qua mình coi, mình xin vào cái xin cái cảnh quay hấp bánh tét như thế nào, coi bà con người ta cho mình vào quay không nha mọi người. Phía dưới đây là phục vụ cơm chay này nọ. Trong đây là nơi phục vụ cơm chay nha cô chú. Cơm nha cô chú, rất là lớn luôn, hai lò rất là khủng khiếp luôn mọi người ơi. Bây giờ mình lên phía bên đây nha cô chú. Bên đây là những lương thực thực phẩm, rau củ quả nè cô chú ơi. Wow. Chào mấy cô mấy chị nha. Mấy cô mấy chị ở đâu vậy? Chợ mới ha. Đây là xứ nhà. Xứ nhà dạ. Em ở Đồng Tháp nha. Ồ, mấy chị vô. Mấy chị vô coi là cái con gì? Bảo Vlog 66. Bảo Vlog 66. Dạ. Mình nếu mà mình đợt này mình đi mấy ngày dỗ cô? Đi bữa nay rồi 14 bữa. Cũng như là đi xuyên suốt nha, ăn uống miễn phí nha. Nữa. Mai đi cập nhật tình hình cho bà con xem luôn.
Dạ, rồi cảm ơn mọi người nhiều nha. Cỡ 8 giờ sáng có mặt ở đây. Rồi, rồi chúc mấy cô ngon miệng nha. Rồi, chào. Wow, mọi người rất là vui nha cô chú. Ở đây nói chung là rau củ quả rất là nhiều nha mọi người. Thôi mọi người tiếp tục đi qua đây. Ở đây cũng là những chỗ chế biến nè mọi người. Wow, cái này là những thao bì chay nha cô chú. Bì chay, cái này là bì chay hả chú? Nước nè, rất là nhiều nha cô chú. Wow, những sản phẩm chay nè mọi người ơi. Rất là hấp dẫn luôn. Đây nữa nè, những cái lò chiên chay. Ủa chị, cái này là cái gì chị? Chiên ha, này là luộc chiên chay nha cô chú. Chảo khủng khổng lồ. Cái cây rau củ quả đầy đủ. Phía bên này là đãi cơm chay nha mọi người. Mọi người coi nồi nước súp của cô nè. Chào cô ha. Nồi nước súp hoành tráng nha cô chú. Súp chay luôn nha mọi người. Đây, nhầm nhầm cho cô chú xem. Cơm chay nè. Chào cô nha. Đâu mấy sản phẩm chay các nha cô. À, rất là thơm ngon nha mọi người. Đúng là cô tơ, con xây, con xây. Bạch Thi hả, Bạch Thi hả? Con xây. Quá trời nhiều mọi người ơi. Wow, đây nè. Bên đây cơm chay luôn hả chú? Đó, cơm dẻ, cơm dẻ. Khổng lồ, nồi cơm. Xô cơm khổng lồ, cơm dẻ. Cơm dẻ. Quá trời nhiều món ăn rồi mọi người ơi. Bên đây là cơm nha cô chú. Dạ chào cô nha. Đòn, đòn mình ở đâu vậy cô? Cô ơi, đòn mình ở đâu? Nói cho ta. Đòn ở mình chợ mới nè. Chợ mới, một cái xoài, một cái xoài. Họ tác với nhau. Dạ, ngồi ơi, một việc làm quá đẹp. Chợ mới mà anh ta. Dạ, rồi. Rồi. Đây là trại cơm 38 số 7 nha mọi người. Rất là nhiều luôn. Tiếp tục mình đi qua đây nha cô chú. Đây bên đây nè. Bên đây là chả chế chế. Bún cà chế, bún nước sẵn cà chế. Ủa cô bên đây mình rải bún riêu hay gì cô? Bún riêu là chính. Dạ. Con chào bà nha. Bên đây là rải bún riêu nha cô mọi người. Thơm lắm á. Wow. Bà con ai ăn cứ việc lấy ăn nha một chút. Wow, đông quá đông rồi mọi người ơi. Đông quá, đông quá.
ngồi bốn riêu khổng lồ. Ai ăn là lại đây được mấy con mút nước sắp bỏ vào nha mọi người. Đó, bà con trong đây là không gian để cho bà con thưởng thức ẩm thực chay nha cô chú, cũng rất là mát mẻ nha. Để mình đi dạo một vòng xung quanh cho bà con cô bác xem nha. Rất là mát mẻ và thoải mái. Khu bên đây là khu chế biến thức ăn nha cô chú. Được chế biến vô đó củi lửa rất là nguy hiểm, cũng có thể là bà con người ta không cho vào nha mọi người. Mình quay ở bên ngoài, đứng ở ngoài quay vô thì rất là được nha. Phía bên đây là có mấy cô mấy dì đang xử lý rau củ quả để làm những thực phẩm chay đãi bà con mọi người. Rất là nhiều sản phẩm lương thực phẩm luôn. Này là nói đến là không nói đến kg mà phải nói đến tấn tấn nha cô chú. Và mấy cô gọt củ sắn trên đầu tấn không. Rồi tiếp tục mình đi nữa nha mọi người, tham quan cho cô chú xem nha. Đây là mấy cô đang phơi chuối. Cô phơi chuối làm gì vậy cô? Nhào mà gừng nữa con. Gừng cúng ông. Cúng ông ha. Cúng rồi mình đãi bà con hay gì cô? Cúng rồi mình cúng rồi mình đãi bà con mình ăn. Dạ. Rồi, thơm quá. Con ở bên Đồng Tháp cô ơi. Dạ. Dạ. Cô ở đâu? Ở ngoài vô ha. Ủa cô biết luôn hả? Cô vô một đoạn hay là cô vô mình hết cô? Cô đi vô có một hai nè. Dạ. Sao mà cô biết mà đi vô tới đây dữ vậy? Nói chung quê hương của mình thì ở Chợ Mới hả? Huyện Thoại Sơn đó con. Huyện Thoại Sơn. Gần Mũi Ba Thê. Dạ. Cô đi ra ngoài Đắk Lắk cô lập nghiệp mấy á. Lập nghiệp. Mà cô tự nhiên cô nằm trên bao cô thấy cái ông đó không có đầu. Cô nhìn thấy ông gọi có đầu là cô nôn, cô đi về đây nè. Về gần 2 tháng rồi đó. Về đây ở gần 2 tháng rồi. Thấy không có đầu rồi cái không ông có đó. Đầu mà cô đi vô hay là ông dẫn đi ra cô ông nói chuyện với cô bình thường vậy đó. Cô cũng nói chuyện với ông thì cô không có cảm giác sợ ông, bình thường không có đầu không có thấy. Nhưng mà ông không có đầu đó là cô biết là ai không? Không, hồi nào giờ cô chưa biết ông nào. Cũng như là báo cho cô biết để thấy vậy thôi. Lần mình đi về đây đó ha. Rồi ông có cái ông không có đầu có dẫn dắt cô gì trong mộng mà để đi về đây không? Ông kêu cô đi về. Đi về. Đi về cúng lễ đi. Về cúng lễ ông ba. Có nói gạo gõ à dỗ ông ba không? Vậy hả? Đó. Cô đi về hồi tháng 2 đó mà, hồi tháng 2 mà 8 tháng 2 gì là để ông cố gọi cô mới về đây nè. Cô đi nhiều lễ lắm, nhiều lễ các ngày đó. Ra ông nào cô cũng đi trên lễ là đi. Mà cái ông trong mộng đó tướng tá bồ đô không cô? Cao, ông tướng ông cá, ông cao mà ông mặc cái quần đen nha, áo màu nâu. Không nói tên tuổi gì luôn. Không nói tên gì hết mà báo cho mình biết thôi. Dạ. Cô đi về. Ôi. Cô nóng cô đâu có chịu nổi đâu, cô tính gần tháng 2 cũng đi về đó lễ ông cố nha. Mà cô cũng chịu không nổi tới cũng mới mùng 8 là cô phải đi về. Dạ. Mùng 8 là đi về. Này là một điều lạ luôn đó. Thấy nó sao sao, cái bắt đầu khó chịu nhiều lắm đó cô. Chẳng đồ cô đi cô không nói tới chồng cái con muốn đi là cô đi. Nó nóng nảy mình vậy đó. Bực bội muốn đi tới cỡ đó luôn. Rồi vậy là chắc những người như vậy là biết cô là người An Giang rồi.
nên chắc kêu gọi cô đi về. Cô thì nói là ngay hồi nào giờ cô chưa có đi cúng lễ ông bà này, cô biết gì hết. Chưa biết luôn hả? Lần này là lần đầu tiên á. Dạ. Ừ, lần đầu tiên. Này cô chưa đi. Ở An Giang thiệt nhưng mà cô ít có đi đâu lắm. Dạ. Thôi quá là một điềm lạ rồi. Cô có biết ông nào mà không có đậu mà nhiều lắm, mình cô đi gặp ông rồi mà ông vẫn đi ra nói chuyện bình thường nha. Dạ. Ừ mà cô cũng bình thường, cô cũng không có sợ ông đâu. Không có đậu cũng nói chuyện bình thường, không có sợ gì chứ. Nhưng mình thấy không có đậu mình sợ phải không? Cô không có sợ. Mình thấy ông bắt đầu con nôn về. Đúng rồi. Con nghe. Con nghe sự tích ông ba là lúc đó là ông bị thực dân đàn áp rồi quá đó cô. Cô không biết. Dạ. Ừ, tích ông là không biết. Sao gì đây mà mới nghe chị em có nói. Dạ, cái này chắc người lớn tuổi gõ lắm á. Người lớn tuổi chắc gõ lắm á. Ờ, chắc này lớn tuổi, cô không biết. Dạ. Thôi. Cũng như thôi chứ không biết chứ. Dạ, cũng... Dạ, rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Đây là một điểm lạ của chú ơi. Cô vừa chia sẻ với mình là có một vị trong chim bao nghe cô chú báo mộng cho cô là để cô đi về đám giỗ ba. Nhưng mà cô không biết tên tuổi của cái người đó nha mọi người. Nên cô chỉ biết là như vậy rồi chia sẻ thôi. Cô là cô sắp xếp từ Buôn Ma Thuột. Cô là người Thoại Sơn. Nhưng mà cô lập gia đình bên Buôn Ma Thuột. Ở Buôn Ma Thuột rồi cô báo mộng cho cô vậy rồi cô sẽ đi về đó nha mọi người. Chắc là linh thiêng nha cô chú. Ông ba này ổng được người dân... được người dân độ dưới nha mọi người. Ủa, ông ba tha này ông cũng độ cho người dân dùng chợ mới nha cô chú. Bởi vì bên đây là huyện chợ mới, đa phần cái dỗ của ông là bà con rất là nhiều luôn, là nằm ở xứ vùng chợ mới luôn á cô chú. Rồi mà tiếp tục mình đi nữa nha mọi người. Rồi bây giờ mình đi qua bờ bên kia nha cô chú. Qua bên đây cũng nè mọi người, trên đây cũng có một số cô có bánh tét nữa nè, quá lớn rồi. Ông anh này chuẩn bị gom bánh tét đi hấp nè. Chuẩn bị gom bánh tét đi hấp. Phía trong đây là những cái quầy thuốc từ thiện cấp thuốc miễn phí luôn cô chú. Ở đây dân chân đi đâu thì chân á mình giờ mới được thuốc là ta đi đâu. Đây chính là cái cổng hồi sáng lúc nãy mình quay nè cô chú. Bây giờ cũng đã được kết vào những lá dừa nước rồi nè cô chú. Cổng Kim Cổ Kỳ Quan. Đất rất là đẹp nha mọi người. Ê Hải ơi. Giờ tôi chạy nước khác đi.
vô phủ thờ ba quay cho đây chính là trước phủ thờ của ông ba nha, bằng thờ ông ba nha cô chú. Nơi tầm bảo bà con đang cúng ở đây nè mọi người. Rất là đẹp cô chú, nguyên nghi tráng lệ. Phía trước là ngôi Tam Bảo. Quá đẹp. Chúc mấy cô sức khỏe nha. Cảm ơn. Các cái đẹp đẹp của chú. Mấy bác lớn tuổi nè cô chú. Cảm ơn bác nhiều nha. Quá đẹp. Con quá vô tức cho bà con xem. Chính là bàn thờ của Đức Quỳnh Giáo Chủ nghe con chú. Đây chính là nơi thờ của quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực nghe cô chú. Bàn thờ của ông Nguyễn Trung Trực nghe cô chú. Rất là trang nghiêm luôn. Bà con đang cúng đại ở đây rất là nhiều. Ủa ông bác, cho con hỏi dỗ ông ba này là bữa nào là cúng rồi có diễu hành gì không ông bác?
có đọc lịch sử của ông Ba rồi. Lịch sử của ông Ba ha. À, đọc dữ lắm ạ. Dạ, bữa nào đọc ông bác? Bữa mùng 9 là chánh đó. Mấy lúc mấy giờ bác? Dạ, cái đó không biết cho ban tổ chức của người ta làm mình không hiểu được. Dạ, mùng 9 ha. À, đọc tại đây luôn ha. Đúng rồi, lên đây đọc tiểu sử của ông Ba. Dạ. Giờ theo bác tiểu sử ông ba bác có thể tóm gọn cho con một vài lời cho con biết không? Mà không biết đâu, không biết. Giờ cái nào biết thì mình nói không biết thôi. Dạ, cái như mình không biết. Như bác lớn tuổi thì bác không biết sao con biết đây. Dạ đúng rồi. Kiểu chỉ có cái lịch sử ghi lại chép lại thôi ha. Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn bác nhiều nha. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, chúc bác sức khỏe nha. Dạ rồi, chúc con. Dạ dạ. Không ai biết về một số người lớn tuổi cũng không hiểu gì về lịch sử của ông ba nghe cô chú, nên mình còn nhỏ mình không có dám nói ra nha, có công là mình nói sai rồi nói bậy nữa nghe cô chú, còn mang tội nữa nghe mọi người, mong mọi người thông cảm nha. Đây là bánh tét đã gói nè cô chú. Đó. Ăn không cho đồ nó đem về nấu. Cái này chín rồi hả bác? Chưa hả? Chưa hấp luôn. Thấy mấy con ăn rồi con tưởng đâu chín rồi. Dạ rồi con cảm ơn nhiều luôn nha. Ôi, bánh tét nè cô chú, nhưng ngọt nghe nóng hổi nha, nóng hổi vừa thổi ra nghe cô chú, được chú đó tặng mình một khúc nè nha. Cô vừa dài sau quay dưới đồ kìa. Ở đâu bác? Đâu là trong nồi á hả? Nồi đã dưới vô kho rồi. Dạ dạ. Ê quá. Ở trong thì lắm. Dạ dạ rồi, con cảm ơn bác nha, để ra ngoài. Rồi. Tiếp tục mình đi ra ngoài cập nhật nữa nha cô chú. Lớn nha mọi người. Mình đi xuống chỗ hấp bánh tét coi mấy chú cho mình ra quay không nha mọi người. Bởi vì cái chỗ hấp này nó rất là lớn nha, rất là nhiều luôn. Ngày hôm nay là hot nhất là bánh tét nha cô chú. Đi vào phía bên đây cả. Ủa
xuống chỗ hấp bánh tét hả bác? Bánh tét ờ gói con này bánh tét hồng ảnh nó thầm quá ứ rồi con nè mọi người ơi, chắc là hoành tráng nghe cô chú. Số lượng bánh tét, lượng bánh tét các bạn khủng nè. Đó. Mấy chục lò luôn nha. 24 nồi hấp bánh tét. Quá nóng rồi nghe cô chú. 8, 2, 8 đây là những ngọn lửa và những cái nồi hấp rất là khổng lồ và lớn lắm nha mọi người. Một nồi ủa, bác một nồi gì là 500 đoạn hả bác? Một nồi 14 ngàn. Ủa bác bao nhiêu bao lâu nó mới chín bác? Bánh tét mà như chuối là 4 tiếng rưỡi, như ngọt như trắng là 5 tiếng. Ồ dữ dằn này vậy là chắc nấu thâu đêm luôn rồi. Thì nấu lên tới giờ nào hết nè. Dạ. Rồi cảm ơn bác nhiều nha. Bánh tét nấu bao lâu mới chín ba chú? 4 tiếng. 4 tiếng ha. Nhưng vậy mới được. Nhưng vậy trắng như ngọt. 4 tiếng là bao nhiêu tiếng? Trắng ngọt 4 tiếng đó, tại chuối là 3 tiếng mấy. Chuối là 4 tiếng rưỡi. Mới nãy là mình 7 giờ thì 11 giờ mình ra rồi. Cái đó là nhân chuối. Nhân trắng đó, ngọt á. Ba nhân ngọt á. Đầu tiên á. Mới tới đây là thôi là gì rồi nè. Nóng lắm nghe cậu chú. Quá nóng luôn, ý là mình một khoảng cách xa như thế này mà mình vẫn còn nóng nghe cậu chú. Tiếp tục đi nữa nghe cô chú. Quay sáng giờ có cho tiền ai chưa quay hoài hả? Đã chưa? Các ta quay cho tiền không à? Cái đó là bên đó bên hội từ thiện. Con đi quay vlog. Mình đi vô đây nha cô chú. Rồi trở lại. Hey, chiếc xe bánh tét đã được gói hoàn thiện rồi nè cô chú. Rồi chuẩn bị vận chuyển vô lò nè mọi người ơi. Đó. Đâu, mình để đâu? Rồi thấy không? Gói vô thành phẩm mà hết đó nghe, chuẩn bị đưa vô lò đó nghe cô chú. Rồi. Rồi mấy anh đang chuẩn bị sắp bánh tét vào đó. Đây là bánh tét chưa chín nha. Đưa vô đây là chuẩn bị đưa vô lò nha cô chú. Wow. Cái này là chín rồi chuẩn bị đưa đi đó ha. Quá ngon. Thơm quá. Đây thơm quá trời ơi. Wow. Nó nóng nè mọi người ơi. Mình vô trong luôn nha cô chú. Cập nhật tình hình cho cô chú xem luôn. Ồ, bác chín rồi đó hả bác? Ồ, bác cần xách bánh tét ra nào. Ừ.
Đây là những chiếc bánh tét đã ra lò. Tại nó ở trong lò nó có nóng, nó theo mạng hậu nữa nha. Vừa vớt ra đã vô nước liền nha cô chú. Mấy ông anh này như xông hơi vậy á. Wow. Như vậy là một ngày mắc biết bao nhiêu lít mồ hôi mà nói ha. Đó, nóng lắm nha cô chú. Đó, mấy chú vớt ra là chuẩn bị ngâm vào nước mát liền. Đó. Vớt ra coi, vớt ra cho tôi coi cái coi. Wow, nặng dữ ha. Quá đã luôn. Nước gì mà còn nóng. Nước cạn rồi. Nước nóng quá. Phải cái thùng đó không có nước mà đổ ở đây là phải nước mát. Đang phải chăng lại nước mát đó. Ra cái lượng bánh tét để vô gì nó nước này sôi luôn không chừng nữa. Sôi đó, để là khô luôn. Nấu chà cũng phải gom luôn. Quá trời nóng. Ôi giời. Cũng khiếp nha. Wow. Cái chú lớn con đó kìa, hay ông làm mà mồ hôi ông đổ kìa. Chứ chín rồi đem đi đâu không bác? Chín rồi đem đi đâu ạ? À? Đi kho ha, ngày mai mình mới phát cho dân ha. Ngày mai ăn mới ngon hơn bác. Nó nguội thì mình ăn nó dẻ, nó dẻ thì ngon hơn. Con cứ tưởng nấu gì ra là phát liền. Chưa ha. Cúng xong mấy phát cho dân. Mấy cái xe nóng nè. Quá đã nha mọi người. Sướng luôn, lần đầu tiên rồi. Phá kỷ lục của miền Tây luôn. Số lượng bánh tét là kỷ lục của miền Tây luôn. Thế giới luôn. Vì mình ở đây á là trồng nếp với lá chuối mình có nữa. Sản phẩm của nó có sẵn. Dạ. Đường cũng được luôn. Dạ. Cho nên nó thuận lợi về cái điều kiện mình trồng trọt lắm. Dạ. Bởi có cái lễ hội ở miền Tây nó rất là mạnh nè. Cái rau củ quả. Rau củ quả mình mạnh luôn. Các cái chùa chiều ngang là coi như đem lại mà tới mà xong cuộc lễ rồi đem đi bỏ bớt đó là do chỗ trong chùa mình mua hay là bà con người ta hỗ trợ mua ta đóng góp đóng góp vào ha. Người mua cho, người ở vườn cho. Ngày mai chánh lễ chánh dỗ là mùng 7 tới mùng 8 mùng 9 là cái bữa nào mà đọc cái kinh cổ kỳ quan đó không chú? Cái đó thì mình mới cái dự nhưng mà theo cái ngày chánh hay là mùng 9. Chánh là mùng 9 là đọc kinh cổ kỳ quan á ha. Đọc cho dân biết á ha. Con cũng hỏi nhiều chú mà không chú nào biết giờ giấc nào luôn á. Ngày mai mùng 9 là đọc lịch sử không? Mùng 9 ha bác. Ngày mùng 9 á. Dạ. Mấy giờ bác? Thì thường thường là 9 giờ 10 giờ đó cái giờ cúng co đám giỗ đó. Cúng co nó đọc lịch sử xong rồi ta cúng. 9-10 giờ sáng này ha. Là ngày mùng 9 á. Dạ. Cúng 9 giờ. Đọc trước bàn thờ của ông ha. Ở ngoài trước cửa đó. Dạ dạ rồi. Con cảm ơn mấy ba mấy chú mấy bác nhiều nha.
không có sao. Trời nó lỡ nóng đó. Chú nào chú lấy ướt mình nè. Mình bây giờ lo. Rồi tiếp tục đi kiếm bánh tráng khác không? Chạy vô. Rồi mình đi tiến hành mình đi ra nghe cô chú. Rồi clip ở đây là kết thúc nha cô chú anh chị. Vì đám giỗ của ông Ba Thới này quá lớn và quá nhiều nội dung để mình quay rồi. Nên mình quay nhiều quá cũng cũng hơi dài nữa nha cô chú. Mình sẽ lên đây mình lên phủ ông Ba, mình sẽ cập nhật tình hình đám giỗ ông Ba trong những ngày tới cho cô chú anh chị xem nha. Rồi cô chú anh chị xem kênh nhớ ủng hộ kênh mình, cho mình nút like, mình nút đăng ký kênh nha cô chú. Rồi chào cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị vào một clip video clip sau nha. Đó, bánh tét khổng lồ xưởng hơn cái xưởng đó nghe mọi người.